Thực ra thì bình thường thì dịch dạ dày của chúng ta vẫn tràn ngập vào trong thực quản, tuy nhiên nó không gây khó chịu và không gây triệu chứng gì. Vì vậy thì người ta được hỏi đây là hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên thì nhờ có cái cơ chế bảo vệ tự nhiên mà chúng ta có thể không có các triệu chứng thì chúng ta bị tràn ngập. Bởi vì là bình thường thì hàng ngày chúng ta đã tiết ra một cái lượng nước bọt rất nhiều để trung hòa cái dịch tràn ngập, đồng thời cái nhu động thực quản từ trên xuống dưới từ thực quản xuống dạ dày làm cho cái dịch tràn ngập của chúng ta được làm sạch. Đồng thời thì nước biểu mô và động của thực quản khi mà được bảo tồn hoàn toàn nguyên vẹn thì cũng là giúp cho chúng ta sẽ bảo vệ được cái niêm mạc thực quản. Và một điều nữa cũng rất quan trọng đó là cái cơ thắt dưới của thực quản chúng ta bình thường khi đóng chặt giúp cho hạn chế cái việc tràn ngược dạ dày thực quản. Cái hiện tượng mà tràn ngược dạ dày thực quản chỉ trở thành một bệnh lý, người ta gọi là bệnh lý tràn ngược dạ dày thực quản khi mà chúng ta thực sự cái tổn thương niêm mạc thực quản cũng như là cái tổn thương ở ngoài thực quản, ví dụ như tổn thương ở đường hô hấp, ví dụ như tổn thương ở đường tai mũi họng. Về biểu hiện của bệnh lý tràn ngược dạ dày thực quản thì kể từ những năm 2006 thì người ta đã có đồng thuận trên toàn thế giới. Thực ra thì đây là một cái bệnh mà có biểu hiện rất đa dạng. Bệnh lý tràn ngược dạ dày thực quản thì không phải do các bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa phát hiện ra, mà thực ra những người ban đầu cách đây khoảng 40 năm là do các bác sĩ tai mũi họng khi thấy những hiện tượng mà tổn thương viêm tại vùng hầu họng thanh quản tái đi tái lại rất nhiều lần, và với những cái đặc điểm lâm sàng đó thì các bác sĩ nghĩ nhiều. Và sau này thì có những cái xét nghiệm mà người ta thấy rằng là những trẻ em là xét nghiệm trong cái dịch ở tai giữa có pepsin và acid clorhydric thì đã chứng minh rằng như vậy thì có cái vấn đề liên quan giữa bệnh lý ở vùng hầu họng cũng như đường hô hấp và liên quan đến bệnh lý dạ dày thực quản. Thì người ta chia thành hai nhóm, thứ nhất là tổn thương tại thực quản. Tổn thương tại thực quản thì về chúng ta bao giờ cũng nghĩ tới ngay tiếng nội soi. Nội soi thì có thể chúng ta thấy tổn thương trên niêm mạc thực quản, nhưng có thể là chúng ta không thể thấy được trên tổn thương niêm mạc thực quản. Thế thì trên nội soi thì có thể thấy những cái tổn thương viêm, cũng như nặng hơn chúng ta thấy những tổn thương hẹp thực quản, rồi đến xuất hiện cái varices ở thực quản. Tức là gì? Bình thường biểu mô và thực quản của chúng ta thì được nắp bởi những cái biểu mô vẩy, nhưng mà khi mà nó tiếp xúc với acid clorhydric ở trong dạ dày tràn ngược lâu dài thì nó sẽ biến đổi từ cái tế bào biểu mô vẩy trở thành tế bào hình trụ, có thể gọi nó là dị sản ruột tại thực quản. Dần dần sau đó thì có thể tiến triển tới loạn sản và đến ung thư biểu mô tuyến tại thực quản. Về các triệu chứng biểu hiện tại thực quản thì điển hình chúng ta thấy rằng nó có đóng rát ở vùng sau xương ức, và thường bệnh nhân cảm giác là nóng bừng từ mũi ức và lan dần đến phía hầu họng, thì đấy là những triệu chứng điển hình. Và đôi khi thì cũng thấy rằng có những cái triệu chứng mà nó tràn ngược dịch vào trong miệng của người bệnh. Ví dụ như ban đêm mà bệnh nhân nằm thì người ta thấy rằng cái dịch nó sẽ tràn vào miệng và người ta sẽ cảm giác cái vị của dạ dày, đặc biệt là vào ban đêm thì thường cái vị chua nó đã điển hình. Rồi một vấn đề nữa đó là đau ngực mà không do nguyên nhân do tim. Trước đây thì chúng ta thấy rằng cứ đau ngực mà ở người lớn tuổi thì bao giờ chúng ta cũng đồng nghĩa với là chúng ta nghĩ tới ngay là đau ngực do bệnh lý về mạch vành. Nhưng trong thực tiễn lâm sàng thì có rất nhiều bệnh nhân ở chuyên khoa tim mạch đã gửi chúng tôi sau khi mà kiểm tra tim mạch chụp mạch vành không thấy gì thì chúng tôi soi. Cũng có những bệnh nhân thì chúng ta đã thấy những tổn thương rõ ràng, có thể là bệnh lý tràn ngược dạ dày thực quản, cũng có thể là rét dạ dày tá tràng, nhưng đôi khi chúng ta cũng chẳng thấy gì tổn thương đặc biệt. Nhưng mà có thể chúng ta điều trị mà giảm tiết axit thì bệnh nhân giảm các triệu chứng. Các triệu chứng ngoài thực quản thì tương đối là phong phú, phải kể đến đó là những cái triệu chứng mà người ta đã được thấy nó rõ ràng. Ví dụ như cái ho mãn tính, những cái ho mà kéo dài trên 8 tuần thì người ta thấy rằng cũng liên quan rất nhiều đến bệnh lý tràn ngược dạ dày thực quản. Rồi viêm thanh quản mãn tính, rồi biểu hiện của những cái cơn hen, và đặc biệt những cơn hen xuất hiện các triệu chứng về ban đêm. Rồi những triệu chứng khác như ví dụ như cái tổn thương mòn răng, rất nhiều người bị mòn răng đó là do bệnh lý tràn ngược dạ dày thực quản. Rồi một số bệnh gần đây nữa thì đặc biệt ở chuyên khoa hô hấp thì người ta đã nhắc đến một cái bệnh là sơ hóa phổi là vô căn, tức là tiên phát. Thì gần đây thì trong các cái nguyên nhân chắc các thầy các cô về chuyên ngành hô hấp thì đã nghiên cứu rất sâu về vấn đề này. Nhưng mà có một cái lý do là có liên quan, đó là gì? Là chúng ta có liên quan đến bệnh lý tràn ngược dạ dày thực quản.
rồi những cái tổn thương vùng hầu họng và xoang, thậm chí là tổn thương tai giữa, đó là những biểu hiện rất phong phú của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Về sinh bệnh học của cái bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản mà ảnh hưởng đến đường hô hấp thì người ta thấy rằng là đầu tiên là phải kể đến đó là cái giả thuyết trực tiếp, đó là khi là gì, bình thường thì khi mà chúng ta mà trào ngược dịch axit mà từ dạ dày vào trong thực quản thì phần lớn chúng ta được làm sạch, nhưng mà trong những cái điều kiện nào đó mà chúng ta không thể làm sạch được thì cái dịch này nó có thể trào ngược lên vùng hầu họng và vào trong cái đường hô hấp, hít vào những cái hạt, cái vi hạt, và trong cái vi hạt này thì axit clohydric cũng như pepsin thì gây ra những cái tổn thương của đường hô hấp, thì đấy là cái giả thuyết về trực tiếp. Thứ hai là những cái giả thuyết về gián tiếp thì người ta cho rằng là nó không chỉ là những cái tổn thương mà gây ra trực tiếp bởi về mặt hóa học, bởi các cái hóa chất của dạ dày, mà nó còn có những cái phản xạ, đó là gì, khi mà chúng ta trào ngược dịch axit ở trong dạ dày vào đoạn thất thực quản thì chúng ta đã có cái phản xạ kích thích dây thần kinh 10, do đó nó có gây những cái phản xạ co thắt của đường hô hấp, và chính cái co thắt này thì có liên quan rất nhiều đến bệnh lý của hen phế quản cũng như bệnh phổi tắc nghẽn. Mặc dù thế giới thì trong những đồng thuận gần đây thì cũng chưa chính thức đưa ra rằng bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản thì có liên quan chặt chẽ với loại COPD, tức là bệnh phổi tắc nghẽn. Nhưng mà những nghiên cứu gần đây đã chứng minh được rằng cũng có một sự liên quan, nhưng mà sự đồng thuận thì cũng còn rất nhiều tranh cãi khác nhau. Thì về cơ sở khoa học của đó là hai giả thuyết mà liên quan của bệnh lý của đường hô hấp với bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Thì trong các nghiên cứu, từ các hơn 30 năm thì các tác giả, ví dụ như Iwin năm 1990 thì đã chứng minh rằng trong cái rất nhiều nguyên nhân ho gây ho mãn tính thì bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản cũng là một cái nhóm xếp hàng thứ ba mà gây ra tới hơn 20% là gây ra những cái cơn ho mãn tính. Rồi trong cái bệnh lý về hen phế quản thì trong cái nghiên cứu gộp thì trong của tác giả Moore năm 2018 thì có đưa ra một cái nghiên cứu rằng ở những cái người bình thường chúng ta thì thực ra trong bình thường chúng ta vẫn có những cái đợt trào ngược. Tuy nhiên thì ông ấy so sánh rằng là ở những cái người mà bị hen phế quản rồi thì thấy rằng cái tỷ lệ nó trào ngược nó cao hơn rõ ràng. Đây là bình thường ở những cái nhóm mà người bình thường chúng ta thì khoảng hơn trên dưới 20%, thì ở những người hen phế quản nếu mà dựa vào các triệu chứng của trào ngược thì khoảng 46%. Còn nếu mà dựa vào những cái đo pH thực quản cũng như đo kháng thể thực quản và kết hợp với hoặc là bộ so trong một số trường hợp loại trừ thì nó phải hơn 50%. Như vậy thì trong những cái trường hợp mà những người bị hen phế quản thì có một cái tỷ lệ trào ngược nó cao hơn. Tất nhiên là khi mà chúng ta quan sát thấy mà tỷ lệ trào ngược dạ dày thực quản nó cao hơn so với mình người bình thường không có nghĩa nó đã gây ra cái bệnh, bởi vì chúng ta cũng rất dễ hiểu thôi. Về nguyên lý trong cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản, khi áp lực ở bụng của chúng ta mà tăng thì nó sẽ tạo thuận lợi cho chúng ta trào ngược dạ dày thực quản. Tất nhiên khi trào ngược dạ dày thực quản không có nghĩa là tất cả mọi trào ngược đều gây ra các triệu chứng, nhưng mà ở những người hen phế quản thì áp lực ở bụng bao giờ cũng tăng được, khi chúng ta khó thở thì thở ra thì làm cho áp lực tăng lên và đồng thời thì nó sẽ gây trào ngược. Vậy thì rõ ràng là người ta cũng rất khó hiểu là đâu đâu là nguyên nhân, đâu là hậu quả của vấn đề, chứ không phải là tất cả người ta đã đồng thuận rằng để chúng ta có một con đường như vậy. Nếu chúng ta đã biết là nếu trào ngược mà gây ra hen phế quản thì đương nhiên chúng ta phải sử dụng cái thuốc điều trị hen phế quản cho trào ngược cho những người hen phế quản, nhưng mà sự thật thì không phải đơn giản như thế. Rồi trong những cái bệnh sơ phổi tiên phát ấy, thì người ta thấy rằng trong một cái nghiên cứu, bởi vì những cái người mà đã bị bệnh lý mãn tính rồi mà đo được pH thực quản này, được thăm dò tất cả những cái đường tiêu hóa nó không phải dễ, thì với số lượng là khoảng xấp xỉ 70 bệnh nhân thì của tác giả ở Trung Quốc thì đã nghiên cứu ra thấy rằng là ở những cái người này thì có tỷ lệ bị trào ngược dạ dày thực quản rất là cao, hơn 60%. Người ta thấy rằng như vậy thì nó rõ ràng có một cái tần suất cao hơn so với người bình thường. Và trong một cái nghiên cứu thì tương đối nhiều, đã khoảng gần 20 năm nay thì trên 6.000 người mà bị bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản, khi mà chúng ta đã chứng minh được thì các tác giả đã thấy rằng nó vậy. Như vậy thì dù là ở những người có tổn thương niêm mạc thực quản hay không có tổn thương niêm mạc thực quản mà có bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản thì trên 30-35% là có những cái biểu hiện ở ngoài đường tiêu hóa, trong đó đặc biệt là bệnh lý về đường hô hấp. Thế thì chúng ta đặt ra vấn đề như vậy thì chúng ta chẩn đoán bệnh lý trào ngược như thế nào trong thực hành lâm sàng? Trong thực hành lâm sàng thì để chẩn đoán bệnh lý trào ngược đôi khi thì chúng ta thấy rằng cũng không khó, nhưng mà trong một số trường hợp rất khó, bởi vì chúng ta rất khó có những tiêu chuẩn vàng để chứng minh bệnh lý, chẩn đoán xác định về bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản.
về các cái phương tiện mà thường các nhà lâm sàng, bởi vì trao ngược dạ dày thực quản là một bệnh không phải chẩn đoán ở các bác sĩ ở tiêu hóa mà bác sĩ ở các chuyên ngành khác nhau, nhưng đặc biệt các nước thì đối với bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu đây là vấn đề của các bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chỉ khi nào mà chúng ta điều trị nghi ngờ về bệnh trao ngược dạ dày thực quản mà chúng ta điều trị thất bại thì lúc đó người ta mới đến bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa. Thế thì người ta thiết kế những cái bộ câu hỏi ví dụ như bộ vượt kim, thì trong lâm sàng người ta có thể hỏi để đánh giá và sau đó thì người ta chẩn đoán. Chúng ta khi mà nói đến bệnh lý trong dạ dày thực quản bao giờ chúng ta cũng nói đến vấn đề nội soi, thì phần sau chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về nội soi như thế nào. Tiếp nữa đó là vấn đề điều trị thử PPI trong những trường hợp mà chúng ta không rõ ràng, không quả quyết được mà chúng ta nghi ngờ, thì PPI cũng là một phương pháp vừa để chẩn đoán vừa để điều trị bệnh lý trong dạ dày thực quản. Còn các phương pháp khác thì thực ra các trung tâm lớn ở trên thế giới người ta cũng làm nhiều, nhưng cũng chỉ có tính chất nghiên cứu chứ không phải là tất cả ai chúng ta cũng mang ra để đo pH thực quản trong 24 giờ. Chúng ta cũng không thể nào đo được kháng trở thực quản, cũng như không thể nào mà đánh giá được cái áp lực thực quản sử dụng các phương pháp, cái phương pháp mà sử dụng những cái độ phân giải cao để chúng ta đánh giá được. Thế như vậy thì rõ ràng ở Việt Nam của chúng ta rất quan trọng ba cái phương pháp đầu, chúng tôi cho rằng lâm sàng rồi nội soi cũng có góp một phần còn không không rồi điều trị thử, thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta có thể áp dụng trên lâm sàng ở Việt Nam. Đối với câu hỏi mà chúng ta chẩn đoán thì ngay cả những cơ bộ câu hỏi chi tiết chúng ta cho điểm thì người ta thấy là độ dữ nhận cũng chỉ được hơn 60% và độ đặc hiệu cũng chỉ 70%. Như vậy thì rõ ràng là một người mà kể cả chúng ta chẩn đoán trên lâm sàng rồi thì 30% chưa chắc đã phải là bệnh lý trong dạ dày thực quản. Rồi thậm chí là chúng ta bỏ sót cũng rất nhiều chứ không phải là lâm sàng giúp chúng ta. Còn về nội soi thì sao? Thường thì chúng ta bao giờ cũng nghĩ đến một điều đầu tiên, đó là nếu chẩn đoán là nghĩ bệnh lý trong dạ dày thực quản thì bao giờ chúng ta cũng chỉ định cho người bệnh đi soi thực quản dạ dày xem có tổn thương niêm mạc không. Rất tiếc là các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra một điều rằng chỉ có dưới 50% những người được nội soi là có tổn thực sự có trong dạ dày thực quản là chúng ta thấy có tổn thương. Ví dụ như ở các nước phương Tây thì tới 50-70-70% là không có tổn thương niêm mạc thực quản. Ở Mỹ cũng trên 50%, Trung Quốc có những nghiên cứu nói rằng trên 90% những người mà được chứng minh là có bệnh lý trở lại thực quản cũng không thấy những hình ảnh nội soi, chứ ở Ấn Độ cũng thế. Thế thì nội soi thì như thế nào? Nội soi thì người ta thấy rằng có những cái tổn thương ở trên cái bề mặt niêm mạc, ví dụ như những cái chợt mà nó có thể dài ngắn khác nhau, thì mức độ tùy theo mức độ khác nhau. Cái phần này thì các thầy cô cũng không chuyên ngành về tiêu hóa thì chúng tôi cũng chỉ điểm qua thôi ạ. Rồi có thể nó gây ra những cái hẹp ở thực quản nếu ở mức độ nặng hơn. Rồi gần đây thì người ta thấy rằng nếu mà phân loại theo cái tiêu chuẩn của Los Angeles thì nó vẫn bỏ sót rất nhiều những trường hợp đó. Thì người ta đưa ra rằng có những trường hợp có việc tổn thương tối thiểu. Ví dụ gì? Bình thường nó có cái nếp niêm mạc thực quản, nó có những cái lưới mạc rất rõ. Thế thì trong những trường hợp bệnh lý trong dạ dày thực quản nó không tốt lắm thì người ta cố gắng để cho nó tác dụng nhận. Thế thì người ta thấy rằng nó có thể có cái phù cái hình ảnh là cái ảnh ở bên tay phải đây, thì chúng ta để thấy là nó sẽ có những cái phù này và người ta nghĩ đến cái hệ tổn thương tối thiểu. Rất tiếc này, hình ảnh tổn thương nếu mà nhìn thấy thì rõ ràng như thế, nhưng ở tất cả các nghiên cứu ở châu Á thì thấy rằng là cái bệnh lý trong dạ dày thực quản mà có một cái thực quản nó chỉ vào khoảng từ 7-22%. Như vậy là còn thậm chí có những nghiên cứu là trên 90% chúng ta cho bệnh nhân đi nội soi chẳng thu được kết quả. Vậy thì các thầy các cô sau này trong thực hành lâm sàng, và nếu mà chúng ta thực hành lâm sàng và chúng ta gửi đi mà chúng ta thấy có tổn thương trên mặt thực quản thì chúng ta có thể chẩn đoán xác định. Nhưng nếu mà thấy bác sĩ đề rằng không thấy được hình ảnh niêm mạc thực quản bình thường thì xin thưa các thầy cô cũng không thể loại trừ. Và như vậy chúng ta cũng thấy rõ ràng là nội soi cũng chỉ là một phương pháp bổ trợ thêm, cũng không quá mà chúng ta trông vào đây là một phương pháp để chẩn đoán giúp cho người bệnh. Đối với phương pháp chẩn đoán trên lâm sàng mà chúng ta sử dụng cái điều trị thử bằng PPI thì chúng ta thấy rằng cái độ nhận nó cũng chỉ được vào 70% và độ đặc hiệu thì rất thấp. Nếu mà anh sử dụng PPI mà các triệu chứng nó có giảm thì cũng chỉ đặc hiệu có hơn 40%. Nếu mà về một phương pháp chẩn đoán trong lâm sàng mà độ đặc hiệu thấp như thế này thì chúng ta coi như giá trị rất ít. Nhưng tại sao nó vẫn tồn tại trong thực tiễn lâm sàng là bởi vì chúng ta không có những tiêu chuẩn tốt hơn để chúng ta chẩn đoán, thì chúng ta cần phải sử dụng các cái phương pháp để loại trừ và giúp chúng ta giúp cho cải thiện triệu chứng của người bệnh mà thôi. Đối với những trường hợp mà vậy thì trong lâm sàng ấy thì không phải lúc nào mà bệnh lý trong dạ dày thực quản chúng ta cũng đạt được cái mong muốn là nó sẽ đáp ứng với điều trị của chúng ta. Thì người ta thống kê rồi từ 10-40%, kể cả chúng ta điều trị rất tích cực chẳng nữa thì người ta cũng không mang lại đáp ứng hoàn toàn.
hoặc là thậm chí không đáp ứng được chút nào đối với trên lâm sàng. Thế thì khi đó người ta phải đặt ra vấn đề là liệu bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản chúng ta chẩn đoán chính xác chưa. Thế thì trong cái đồng thuận từ năm 2016 của châu Á Thái Bình Dương thì người ta cũng lưu ý là phải loại trừ được cái bệnh khác mà chúng ta nhầm lẫn thì chúng ta cảm giác là như thế thôi, nhưng mà thực chất nó không phải là như thế. Thì hôm nay chúng tôi cũng muốn nói và chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm lâm sàng đối với bệnh co thắt tâm vị. Co thắt tâm vị là một cái bệnh phì đại của cơ thắt dưới của thực quản, nó làm cho mà khi mà chúng ta ăn uống nuốt vào nó khó. Tuy nhiên nói thì là như thế, nhưng mà điển hình trên lâm sàng nó lại không phải là được trưng như thế. Chứ còn nếu nó tắc nghẽn như thế này thì ai cũng chẩn đoán được. Mà tại sao lâm sàng của chúng ta vẫn nhầm lẫn với bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản? Bởi vì trong thực tiễn lâm sàng là có những người người ta bị 2-3 năm nó rất nhẹ thôi, chỉ thoáng qua, cứ thỉnh thoảng, mà đặc biệt mặc dù các tài liệu trên y văn trên thế giới thì không ai nói đến chuyện là thay đổi thời tiết hay gì, nhưng rất nhiều bệnh nhân có nói với chúng tôi là thay đổi thời tiết hay gì tự nhiên là cảm giác nó mắc nó rất vướng và người ta không nuốt được. Thế thì nếu không nuốt được rõ như thế thì chúng ta có thể chẩn đoán được xác định. Tuy nhiên cái thể rất là nhẹ thoáng qua thì thực gì, vì cái cơ thắt tâm, cái cơ thắt thực quản dưới nó co thắt, do đó nó ở mức độ nhẹ thì ban ngày bệnh nhân khi mà ở tư thế ngồi người ta ăn cơm uống nước thì nó vẫn chảy xuống được, thì theo cái trọng lực và cái thức ăn mà xuống mà áp lực của chúng ta nuốt xuống. Tuy nhiên thì khi đêm khi chúng ta ngủ thì vẫn có một cái lượng là nước bọt nó tiết ra, nhưng khi mà chúng ta nằm ở phương nằm ngang như thế này thì lúc đó cái dịch ở nước bọt nó sẽ đặt ở thực quản, khi mà chúng ta có co thắt nhẹ thì làm cho nó sẽ trào trong miệng bệnh nhân và bệnh nhân cảm giác là có dịch trào miệng. Thế thì lúc đó thì rất dễ là bác sĩ khi đi chẩn đoán trên lâm sàng hay nói rằng đây là trào ngược dạ dày thực quản và sẽ cho sử dụng PPI. Sử dụng PPI thì cũng có người nó đáp ứng một chút, có người nó không đáp ứng và bệnh nó cứ diễn ra rất lâu như vậy. Rồi có những ca mà có thắt tâm vị thì ở chắc đây các thầy ở tổ trung tâm hô hấp cũng nhớ, tôi cũng nhớ cách đây mấy năm có một bệnh nhân mà viêm tổn thương phổi sơ hóa rất là nặng, thì khi mà vào đến tận các thầy các cô thì nghĩ đến là bệnh co thắt tâm vị mời chúng tôi, thì sau đó thì chúng ta nằm thực quản. Bởi vì sao? Bởi vì cái dịch cứ đứng đọng thực quản ban đêm mà khi mà chúng ta nằm thì nó bị trào vào trong đường hô hấp và nó gây ra cái tổn thương phổi mãn tính. Thì rõ ràng là trong thực tiễn lâm sàng thì cái triệu chứng cũng như chẩn đoán đôi khi chúng ta cũng rất phức tạp chứ không phải đơn giản như chúng ta những các bệnh viện trên thế giới. Ngoài cái bệnh có thắt tâm vị ra thì chúng ta còn những cái bệnh sau mà chúng tôi thấy là các nước bây giờ người ta đã nhấn mạnh rồi. Thứ nhất là bệnh nóng sau sự ức chức năng. Nóng sau sự ức chức năng tức là bệnh nhân cũng cảm giác nóng vùng sau sự ức một cách rất khó chịu. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng thậm chí cả PPI nó cũng không đỡ hoặc khó đỡ một chút không nhiều. Thường bệnh này người ta thấy rằng nó liên quan đến căng thẳng lo lắng stress kéo dài thì nó gây ra những cái vấn những cái rối loạn vận động thực quản. Chính vì vậy mà năm 2016 thì trong cái đồng thuận của Rome 4 họ đưa ra những cái rối loạn vận động của đường tiêu hóa, họ nói rằng cái chứng cái cảm giác mà nóng rát sau sự ức chức năng thì thường những bệnh này họ cũng liên quan sử dụng các thuốc chống trầm cảm thì nó có vẻ như là nó cải thiện rất là nhiều. Đấy là một bệnh. Thứ hai là bệnh tăng nhạy cảm với trào ngược. Tăng nhạy cảm với trào ngược là gì? Bình thường thực quản của dạ dày chúng ta vẫn có sự trào ngược nhưng chúng ta không cảm nhận được. Thế nhưng mà ở một số người thì người ta cảm nhận rất rõ ràng cái sự trào ngược. Nhưng thực tế ra khi mà chúng ta đo pH thực quản hoặc là chúng ta đo kháng thể thực quản chúng ta cũng không thấy cái gì bất thường. Thì trong cái bệnh này nó cũng giống như cái bệnh trên thì nó cũng liên quan rất nhiều căng thẳng, lo lắng, áp lực công việc rồi gia đình nhiều thứ cũng gây ra một cái triệu chứng nữa. Đó là người ta cho là bệnh tăng nhạy cảm với trào ngược. Và bệnh thứ ba đó là bệnh chứng khó tiêu chức năng. Thì tôi biết nghĩ rằng là trước đây các thế hệ mà các thầy các cô ở trong này là các bác sĩ lớn tuổi thì cái bệnh chứng khó tiêu chức năng ngày xưa chúng ta không được học ở trong nhà trường, bởi vì ngày xưa chúng ta cứ cho rằng đau vùng thượng vị, đau vùng thượng vị mà đặc biệt là đau khi đói ăn no thì bao giờ cũng liên quan đến mất dạ dày tá tràng. Nhưng bây giờ thì 80% trên 80% trong số đó họ không phải mất dạ dày tá tràng khi chúng ta có nội soi, và khoảng 10-20% dân số là xuất hiện cái chứng khó tiêu chức năng này. Thế thì chứng khó tiêu chức năng nó triệu chứng nó như thế nào? Nó chỉ rất đơn giản, nó có một trong bốn cái triệu chứng sau. Thứ nhất là bệnh nhân cảm giác đầy bụng, ăn nhanh no, hoặc là bệnh nhân cảm giác đau vùng thượng vị, có thể là đau khi đói hoặc là đau sau khi ăn. Nó chỉ có bốn cái triệu chứng rất đơn giản vậy và rất giống với bệnh nhân dạ dày tá tràng. Và về cơ chế bệnh sinh thì người ta cho rằng nó liên quan đến rất nhiều yếu tố, trong đó có căng thẳng lo lắng hàng đầu người ta đưa ra. Rồi trong những khi người mà căng thẳng người ta thấy rằng cái ngưỡng chịu đựng của người ta nó sự kém đi, tức là độ nhạy cảm nó rất cao, cái ngưỡng đau của người ta nó rất thấp so với người bình thường, do đó cũng gây ra các triệu chứng. Rồi người ta thấy rằng bình thường dạ dày của chúng ta là một cái khoang nó chỉ có một tí ở phình vị chúng ta có khí thôi, nhưng khi mà chúng ta ăn vào thì nó cứ giãn dần thành dạ dày ra,
và khi thành dạ dày nó giãn dần ra thì áp lực ở trong dạ dày sẽ giảm xuống. Chính vì vậy mà khi chúng ta ăn vào chúng ta có cảm giác khoan khoái dễ chịu chứ không bao giờ cảm giác khó chịu đấy là ở người bình thường. Tuy nhiên là những người chứng khó tiêu chức năng này thì nó lại có một điều nghịch lý là khi mà dạ dày nó không giãn ra kịp so với khi chúng ta ăn nên người ta áp lực nó tăng rất là nhanh và lúc đó người bệnh cảm giác là rất khó chịu ăn nhanh no hoặc là gây khó đau bụng. Chính vì vậy mà nó gây ra các triệu chứng. Hoặc là nữa thì bình thường thức ăn của chúng ta nó theo cơ chế là nó mở phần cao thân dạ dày, phần cao thân vị và phình vị để nó chứa thức ăn, nó giảm áp. Thì ở những cái người này thì không biết vì lý do gì lại rối loạn vận động, người ta thấy rằng thức ăn lại dồn nằm ở hang vị nhiều hơn. Do đó nó cũng gây ra triệu chứng. Rồi những người này cũng tăng cái nhạy cảm đối với axit, người ta chứng minh rằng khi mà chúng ta truyền axit loãng vào trong dạ dày hoặc hành tá tràng thì cũng thấy rằng gây ra các triệu chứng trên lâm sàng. Và cái bệnh này người ta đôi khi cũng vẫn phải phân biệt với bệnh lý tràng ngược dạ dày thực quản, thì đấy là bệnh thứ ba. Bệnh thứ bốn nữa là một cái bệnh mà các nước phương Tây gần đây đề cập rất nhiều, đó là viêm thực quản, tràng viêm thực quản cho tặng là cầu với axit. Người ta thấy rằng có liên quan đến cơ chế dị ứng, và người ta thấy rằng khi mà chúng ta sinh thiết ở thực quản thì ở cái mảng đáy nó rất nhiều các bạch cầu axit. Nó người ta lấy cái mốc là nó trên 15 quả cái bạch cầu axit trong cái vi trường, và người ta thấy rằng bệnh này thì người ta điều trị PPI nó đáp ứng một phần, nó đáp ứng nhưng mà chúng ta dùng cái corticoid tại chỗ hoặc budesonic thì giảm rất nhanh. Thế thì người ta thấy rằng đó là những cái yếu tố mà có liên quan khi mà chúng ta thấy rằng một bệnh lý trong dạ dày thực quản mà chúng ta điều trị không đáp ứng, đáp ứng không hoàn toàn như chúng ta mong muốn thì phải ra phải phân biệt về vấn đề như thế. Về vấn đề điều trị thì đây là cái hướng dẫn điều trị chung đối với bệnh trong dạ dày thực quản, từ cách thay đổi cách sống này rồi dùng thuốc vẫn là chủ yếu là phẫu thuật. Tuy nhiên thì trên thế giới người ta không đồng thuận đối với những trường hợp bệnh lý trong dạ dày thực quản mà không có tổn thương tại thực quản mà chỉ có biểu hiện ở ngoài thực quản thì người ta không khuyến cáo rằng chúng ta phẫu thuật để chúng ta điều trị. Về thay đổi cách sống thì đối với những người thừa cân thì người ta khuyên cáo rằng dù là bệnh lý trong đường dạ dày thực quản mà có biểu hiện tại thực quản hay ngoài thực quản thì người ta cũng khuyến cáo nên phải giảm cân, rồi giảm một số thức ăn mà nó có dễ mà nó tăng giãn cái cơ thắt dưới thực quản, ví dụ như sô cô la, chất béo chẳng hạn thì người ta rồi cách nữa đó là người ta bảo là đừng ăn no vào buổi tối trước 2-3 tiếng là chúng ta cũng phải no, hoặc là kê cao thân giường. Nhưng thực ra thì trong thực tiễn lâm sàng chúng tôi thì kê cao thân giường không ngủ, vì chúng ta thường nhầm kê cao trên giường với kê cao gối cao thì ngủ được, nhưng mà chân trên giường mà kê cao độ khoảng 10-15 độ rất khó ngủ, không thể chúng ta quen được. Thì trong các khuyến cáo thì người ta và một số thuốc thì người ta thấy rằng cũng có thể, ví dụ như thuốc chặn thêm canxi mà trong điều trị một số bệnh cao huyết áp chẳng hạn thì cũng làm tăng cái mở cơ thắt dưới của thực quản và gây ra bệnh lý trong dạ dày thực quản. Đối với vấn đề điều trị thì người ta thấy rằng khi mà chúng ta điều trị với cái thời gian mà 8 tuần thì cái khả năng mà tái phát nó sẽ rõ rệt giảm chất hiệu quả hơn so với lại 4 tuần. Đối với các bệnh lý đường hô hấp thì chúng tôi chỉ đưa ra một cái nghiên cứu này để minh chứng. Thực ra cái nghiên cứu này cũng đã hơn 10 năm nay rồi. Có một cái nghiên cứu ngẫu nhiên mà người ta chia ra rất tương đối bài bản. Ngẫu nhiên là một đôi thì người ta lấy ở hơn 700 bệnh nhân mà hen phế quản đã tương đối đáp ứng thuốc ổn định, không phải thay thuốc gì nữa. Bắt đầu người ta phân thành 3 nhóm. Cái nhóm thứ nhất là có triệu chứng của không có triệu chứng của bệnh lý trong dạ dày thực quản, hoặc là triệu chứng lâm sàng, hoặc là chúng ta xác định bằng phương pháp khác, ví dụ như đo pH thực quản hay độ soi loại trừ. Nhưng mà có triệu chứng có gây những triệu chứng về hô hấp ban đêm làm cho bệnh nhân phải tỉnh dậy thì người ta thuộc nhóm 1. Nhóm thứ hai là cái nhóm mà có triệu chứng của bệnh lý trong dạ dày thực quản nhưng mà không có triệu chứng của hô hấp vào ban đêm. Nhóm thứ ba là có cả hai triệu chứng này và người ta chia thành 3 nhóm và ngẫu nhiên người ta chọn mỗi nhóm này thành 2 nhóm tiếp. Đó là gì? Chúng ta sử dụng các nhóm thuốc PPI, ví dụ là trong cái nghiên cứu này họ đưa ra dùng isoniazid với cái liều cao hơn bình thường và trong vòng khoảng 16 tuần thì người ta theo dõi thì kết quả là như thế nào. Kết quả thì cái đối với cái nhóm mà có triệu chứng về hô hấp, những bệnh nhân hen phế quản mà có những triệu chứng về ban đêm mà không có triệu không có biểu hiện của bệnh lý trong dạ dày thực quản rõ thì không có sự khác biệt thống kê như vậy. PPI ở nhóm này không có ý nghĩa gì cả. Đối với nhóm thứ hai là có bệnh viện trào ngược nhưng mà không làm cho các triệu chứng của hen xuất hiện về ban đêm thì cũng không có ý nghĩa. Và chỉ có một nhóm thứ ba khi mà có các triệu chứng của bệnh lý hen về ban đêm và đồng thời có bệnh triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản thì có mỗi cái nhóm này có ý nghĩa. Vậy thì người ta mới khuyến cáo rằng đây cũng là cơ sở sau này cho các cái khuyến cáo ở trên thế giới rằng nếu trong những trường hợp mà bệnh lý về đường hô hấp, ví dụ như hen phế quản mà chúng ta có các triệu chứng chắc chắn của bệnh lý trong dạ dày thực quản thì chúng ta mới sử dụng PPI. Chứ còn bây giờ trong thực tiễn lâm sàng tôi thấy rằng chúng ta lạm dụng hơi nhiều sử dụng PPI. Tất cả các bệnh nhân, từ bệnh nhân ho mãn tính đến
bệnh nhân đường đường hô hấp là chúng ta sử dụng PPI quá nhiều và ở tai mũi họng. Và chúng tôi thấy điểm lại ở trong các cái khuyến cáo trên thế giới là người ta không có nhất tất cả, chứ nếu không thì sau này tất cả nhân hẹn phế quản chúng ta đều mang là chúng ta sử dụng PPI, mặc dù hẹn phế quản thì lại trọng lượng cao hơn rất nhiều so với người bình thường hơn 50%. Và tương tự như vậy thì đối với những bệnh phổi tắc nghẽn hoặc một số bệnh khác thì chúng ta chỉ khi nào có bằng chứng chắc chắn thì chúng ta mới sử dụng PPI. Thời gian dùng thuốc thì người ta khuyến cáo là đã dùng chúng ta sử dụng 8 tuần. Các PPI muốn đạt hiệu quả thì các nhóm nói chung là chúng ta sử dụng trước khi ăn sáng 30 phút, trừ các nhóm dexlansoprazole, cái nhóm này không liên quan đến ăn uống nhiều thì người ta cũng khuyến cáo. Ngoài ra trong những trường hợp mà chúng ta không đạt được mong muốn khi chúng ta đã tăng liều gấp đôi rồi thì lúc đó chúng ta phải phối hợp với một số thuốc kháng thủ thể H2, vì người ta cho rằng kháng thủ thể H2 thì làm cho cái axit dịch vị ban đêm của chúng ta giảm tiết một cách nó ổn định, thì chúng ta sẽ hy vọng vào một số các cái prokaryotic là những thuốc mà tăng cái vận động của đường tiêu hóa. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhìn là PPI thực sự là như thế nào với bệnh lý trong trạng thái thực quản, tại thực quản và không tại thực quản, thì kể cả có tổn thương thực quản thì cũng chỉ được 70-80%. Còn nếu mà tổn thương mà chúng ta thấy rằng không có tổn thương thực quản thì thậm chí có nghĩa là chỉ có 30%. Và rất tiếc rằng trong những trường hợp mà bệnh lý về hô hấp, ví dụ như ho mãn tính, nó chỉ dưới 25% thôi. Vậy thì đôi khi chúng ta đã sử dụng PPI là yên lòng bác sĩ hơn là giúp cho người bệnh cải thiện triệu chứng. Và đây là những cái phân tích rồi mà chúng tôi xin đưa để chia sẻ cho các quý vị đồng nghiệp tham khảo. Còn nếu trong những cái hội nghị khác thì rất nhiều các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa nói rằng kể cả ngoài thực quản cũng tác dụng PPI thôi. Nhưng mà tôi cho rằng nếu mà thực sự khoa học không thấy có những bằng chứng rõ ràng để chứng minh là PPI sẽ cải thiện được bệnh lý trong dạ dày thực quản mà ngoài đường hô hấp, ngoài đường tiêu hóa, đặc biệt là những bệnh về đường hô hấp, khi mà chúng ta không rõ các cái triệu chứng điển hình của trong đó dạ dày thực quản đi kèm theo. Và rất tiếc rằng bệnh lý trong dạ dày thực quản thì chúng ta có dùng hay đối với có tổn thương niêm mạc hay không tổn thương niêm mạc, thì khi mà chúng ta điều trị kéo thậm chí kéo dài thì sau đó người ta cũng thấy rằng là nó tái phát rất cao, chúng ta đã liền lành hết tổn thương ở thực quản rồi thì sau 6 tháng thậm chí là cái thể mà có tổn thương thực quản 90% lại tái phát, thì chúng ta cũng không hy vọng gì là chúng ta đã điều trị được trong thực tiễn lâm sàng. Vậy thì hôm nay chúng tôi cũng xin cung cấp là chúng ta cũng xác đáng khi nào cần thiết chúng ta mới sử dụng PPI. Vậy thì PPI thì có nguy hại gì không? Thì trong nghiên cứu review gần đây thì người ta đã chứng minh là trước đây thì có vô vàn cái nguy hại người ta đưa ra. Thí dụ như từ loãng xương viêm phổi cộng đồng này, rồi tương tác với clopidogrel này, rồi gây ra tổn thương ác tính đường tiêu hóa, rồi gây ra giảm trí nhớ này, tổn thương thận mãn tính này, rồi là gây ra các cái bệnh thiếu máu loãng xương. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng nó chỉ có tổn thương thận cấp, tổn thương một số chức năng qua đường tiêu hóa. Thí dụ như là làm xuất hiện tăng, nếu chúng ta sử dụng PPI kéo dài thì làm tăng cái những cái polyp mà tuyến đáy vị dạ dày. Và ở những cái người mà ở cái nước đã phát triển rồi thì người ta thấy rằng những người mà sử dụng PPI kéo dài và đi du lịch thì rất dễ là bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, thì đấy là ba cái tác dụng phụ mà có thể chúng ta sẽ gặp. Còn phẫu thuật thì chúng tôi chỉ đối với những cái bệnh lý trong đường dạ dày thực quản mà ngoài đường tiêu hóa thì người ta không khuyến cáo, nhưng đây chúng tôi kiểm tra có tính chất là chung vậy. Và cuối cùng như vậy thì bệnh lý trong đường dạ dày thực quản là một bệnh biểu hiện rất phong phú và trong đó có biểu hiện của đường hô hấp. Việt Nam của chúng ta phụ thuộc chính là lâm sàng chứ không phải là chúng ta chẩn đoán bằng các phương pháp cận lâm sàng, và PPI thì cũng vẫn là một thuốc chính để chúng ta điều trị, mặc dù nó an toàn nhưng mà cũng xin thưa các thầy các cô là chúng ta phải chỉ định rất chính xác, chứ nếu không thì chúng ta sẽ lạm dụng rất nhiều khi sử dụng ta chẩn đoán là bệnh lý đường hô hấp do trong đường dạ dày thực quản. Chúng ta sử dụng PPI. Xin trân trọng cảm ơn. Có thứ ba.